Huy, Huy ơi, hôm nay làm bài được không? Dạ, được. Hổm thầy hứa gì con còn nhớ không? Cho nó. Thấy hai học trò làm bài thi tốt, thầy giáo tặng quà và cái kết xúc động. Thời điểm này chắc hẳn các bạn cũng đã thi sắp xong, hoặc có nhiều nơi cũng đã trả kết quả thi. Và lúc này chắc hẳn các bạn cũng đã được bố mẹ dắt đi mua sắm cho những bộ đồ Tết mới mướt mượt. Như mới đây một thầy giáo đã hứa với hai cậu học trò của mình, làm bài thi tốt thì thầy sẽ thưởng cho món quà. Thấy lời khích lệ tinh thần ấy, hai em đã không phụ lời thầy. Hai em đều đạt điểm tốt trong bài thi và thầy đã tặng cho mỗi bạn một cái mũ. Thế nhưng khi được hỏi em sắm đồ Tết chưa, thì câu trả lời của em khiến người nghe ai cũng chạnh lòng. Tết có đồ mặc chưa? Tết có đồ mặc chưa? Chưa nữa, rồi chừng nào sắm? Không sắm luôn hả? Sao không sắm? Ủa sao mà không sắm đồ Tết cơ anh? Mẹ con có tiền. Mấy bạn bè của thầy, thầy kêu gọi coi có con, có hai đứa con coi xem có bộ đồ nào không ha. À. Có lẽ vì hoàn cảnh không cho phép nên bởi thế các em đâu dám đua đòi quần áo mới nên trả lời thật như vậy. Bên cạnh đó, nhiều người đã vô cùng đồng cảm hiểu cho hoàn cảnh riêng của các em. Tự dưng nghe đến đoạn không có tiền sắm Tết, tôi không cầm được nước mắt. Nhìn hai cháu lễ phép quá, tiếng đàn cất lên tự dưng thương hai cháu quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.